AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào tất cả các bạn. Cô Linh đây, và hôm nay cô rất là vui khi gặp có thể gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo trong chủ đề của Unit 3 Teen Stress and Pressures. Và trước khi đến với bài học, nội dung của bài học hôm nay, chúng ta sẽ tự tìm hiểu xem là buổi trước chúng ta học về cái gì nhá. What did we learn in the last lessons? Là buổi trước chúng ta học về cái gì nhỉ? Đầu tiên là chúng ta đã học về word related to teen stress and pressures, là những từ vựng có liên quan đến những áp lực và nỗi lo của các bạn tuổi teen. Thứ hai đó chính là về common statement with their functions, là những câu và với cách dùng của nó, ví dụ như từ give advice to someone chẳng hạn, encourage someone chẳng hạn, đúng không? Và cuối cùng thứ ba đó là adjective of emotions formed from the ED form, là những tính từ chỉ cảm xúc được hình thành từ dạng ED form. Và bài tập hôm và nội dung của bài học hôm nay sẽ là giúp các bạn có nhiều từ vựng, tăng vốn từ vựng hơn về chủ đề ngày hôm nay, cũng như là có nhiều thông tin hơn về bài học nhá. Và tiếp theo bài học của chúng ta đầu tiên đó là a closer look one. Phần đầu tiên là phần vocabulary, là phần từ vựng. Và chúng ta sẽ học từ vựng bằng cách nào nhỉ? Chúng ta sẽ học từ vựng bằng cách hoàn thành các bài tập. Và trong đây bài tập đầu tiên của chúng ta đó là complete the paragraph with the words in the box and there is one word that you don't need. Có nghĩa là gì đây? Hoàn thành đoạn văn trên với các từ ở trong cái hộp này, và cô vẫn chưa show các từ đấy ra đâu, đúng không ạ? There's one word that you don't need. Các bạn nhớ nhá, là có một từ mà chúng ta không cần. Các bạn chú ý nhá. Đầu tiên, đó, đây là những từ hôm nay. Đây là những từ mà các bạn cần học hôm nay. Đầu tiên đó là từ independence. Nó có nghĩa là sự độc lập, tự do đấy ạ. Đó là danh từ của từ depend, danh từ của từ depend, gọi là danh từ của từ independent. Tiếp thứ hai đó là safe and height, dáng người và chiều cao. Safe ở đây là hình dáng thì mình có thể dịch dùng cho người, mình có thể dịch là dáng người. Height là danh từ của từ height, tính từ height đấy ạ. Thứ ba đó là embarrassed, xấu hổ. Đó là tính từ nhá. Thứ tư là self-aware. Các tiền tố self này mình có thể dịch là tự ý thức, tự cái gì của bản thân mình. Khi đấy, khi nối với từ aware, thành từ tính từ self-aware, mình có thể dịch là tự ý thức về bản thân. Thứ tư là reasoning skills, có nghĩa là kỹ năng lý luận. Cái này khá là mới đối với các bạn đúng không? Reasoning skills, kỹ năng lý luận. Thứ tư là informed decisions. Trong đây có một từ informed, người ta để không thôi đúng không? Nhưng cô sẽ đưa cho các bạn cả một cụm informed decisions. Nó có nghĩa là những quyết định sáng suốt, là những quyết định đã được các bạn đã được nghe từ rất nhiều ý kiến, lời khuyên và có những thông tin về quyết định đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bài đọc ngày hôm nay nhá. Trước khi vào bài đọc, các bạn chú ý cho cô những từ cô in đậm. Khi làm những cái bài đọc điền từ như thế này, đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là gì nhỉ? Đó là chúng ta phải quan tâm đến dạng của từ cần điền. Mà trước khi mà muốn xác định được dạng của từ cần điền thì chúng ta phải để ý đến những từ đằng trước nó và đằng sau nó này. Và sau đó đó chính là nghĩa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cùng dịch và để làm bài tập này nhá. Đầu tiên, ngay đầu tiên chúng ta đã có một từ vựng mới nào, adolescence. Từ vựng này nó mới, nó cách viết mới nhưng nghĩa của nó thì cô tin đã không mới với các bạn. Từ adolescence này nó có đồng nghĩa với từ teenagers, là chỉ giai đoạn vị thành niên, là giai đoạn từ 13 đến 19 tuổi đấy ạ. Và từ thứ hai là từ childhood đây ạ. Và nó cũng là danh từ, nó có thể hiểu, các bạn nhìn tuyển từ child ở đây là trẻ con, thì cái từ childhood này các bạn có thể dịch là tuổi thơ này, thời còn bé này. Và young adulthood đây là từ giai đoạn làm sao đây nhỉ, người lớn rồi thì mình sẽ gọi là giai đoạn trưởng thành. Thì câu đầu tiên mình sẽ dịch là giai đoạn vị thành niên là giai đoạn giữa thời khi còn bé và giai đoạn trưởng thành. Your body will change. Cơ thể của bạn sẽ thay đổi. Từ train này nghĩa là thay đổi. À đây, các bạn chú ý cho câu từ in. In nó thuộc loại từ gì nhỉ?
Y nữa là giới từ đúng không? Mà sau giới từ thì nó cần một gì? Danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ nhỉ? Các bạn nhớ cho cô nhé. Sau giới từ mình cần một danh từ. Và danh từ ở đây nó, cái danh từ ở đây nó còn phải hợp nghĩa với loại, với câu này nữa. Cơ thể của bạn sẽ thay đổi. Đây là về cơ thể. Trong tuổi, khi mà các bạn đến tuổi vị thành niên rồi, khi bạn dậy thì rồi, thì cơ thể của mình sẽ thay đổi về cái gì? Chiều cao và cân nặng đúng không? Thông thường chúng ta sẽ trở nên cao hơn, trở nên xinh đẹp hơn đúng không? Đây, thì chúng đây, phần này sẽ đáp án của nó sẽ là shape and height. Cơ thể của bạn sẽ thay đổi cả về hình dáng và chiều cao. Các bạn có thể trở nên gầy hơn, có thể trở nên mũm mĩm hơn, các bạn có thể trở nên cao hơn đúng không? Your brain will grow and you will have improved self-control and não của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ improve, là cả cải thiện. Self-control là gì nhỉ? Là khả năng tự kiểm soát. Và các bạn chú ý cho cô cái từ an ở đây nhé. An là liên từ nối. Và có một cái nốt khi là liên từ nối thì sẽ nối các từ cùng lại. Nếu trước an ở đây là một danh từ thì sau an ở đây cũng phải là một danh từ, đúng không? Ví dụ trước an là tính từ thì sau an cũng là tính từ. Nhưng mà các bạn nhìn thấy self-control này nó là gì nhỉ? Danh từ, nên vì vậy đáp án số 2 cũng phải là danh từ. Và nó phải hợp nghĩa với từ trong cái đoạn này. Và đây đáp án của câu số 2 đó chính là reasoning skills. Có nghĩa là não của bạn sẽ phát triển và bạn có thể tự cải thiện khả năng tự kiểm soát và kỹ năng lý luận. Physical traits are different for everyone. Có nghĩa câu này có nghĩa là mỗi người thì việc, đối với mỗi người thì việc thay đổi về thể chất thì sẽ khác nhau. Ví dụ như là có bạn thì cao lên, có bạn gầy hơn. Còn đối với cô thì là cô không cao lên, cô chỉ có phát triển bề ngang hơn thôi. Và tiếp theo là so you don't need to feel. Vì vậy bạn không cần phải cảm thấy. Các bạn nhìn đây, từ feel nó thuộc loại từ gì nhỉ? Là động từ đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý cho cô nhé, sau động từ là một trạng từ, nhưng mà từ feel này là một trường hợp đặc biệt. Nó thuộc trong những động từ chỉ chi giác. Mà sau động từ chỉ chi giác đó là tính từ. Đấy là một cách giải thích. Còn cách giải thích thứ hai, các bạn có thể nhìn từ o ở đây. Hoặc nó cũng là một liên từ nối. Và trước nó, sau nó là từ frustrated, là một tính từ. Vì vậy trước từ o này cũng phải là tính từ. Và tính từ này phải là tính từ đuôi gì đấy các bạn? Đuôi ed. Nên vì vậy trong đây có, trong đây, trong cái phần các từ vựng trong đây, trong cái the box thì chỉ có một từ của đuôi ed thôi. Đó là từ embarrassed. Có nghĩa là gì nhỉ? Vì vậy bạn không cần thiết phải xấu hổ hay là cảm thấy chán nản đâu. You will experience emotional changes as well. Có nghĩa là gì ạ? Bạn cũng có thể trải qua được những thay đổi về mặt cảm xúc nữa. You will feel you want more. Dot 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 and responsibility. Các bạn nhìn đây, cô vừa nói liên từ nối and, nối ra các từ cùng lại. Và đây chúng ta có từ responsibility, đó là danh từ đúng không? Thì chỗ này chúng ta cần điểm một danh từ. Bạn sẽ cảm thấy muốn nhiều hơn chấm chấm chấm, và từ responsibility là trách nhiệm. Và đây bạn sẽ cảm thấy có muốn có sự nhiều sự tự do hơn này, và nhiều trách nhiệm hơn, giống như của các bạn bây giờ, các bạn tuổi vị thành niên á, các bạn nên muốn là mình không bị bố mẹ kiểm soát nữa, muốn được tự do kiểu phòng và không bị hỏi kiểu là hôm nay con làm gì, hôm nay con đi đâu. Chúng ta không muốn thế nữa, chúng ta muốn là bố mẹ để cho chúng ta tự do đúng không? Câu số 5 nào. You may become more chấm 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 and care about others people opinions. Bạn sẽ cảm thấy chấm 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 hơn và chú ý đến những ý kiến của người khác. Bây giờ đến từ become này, nó là động từ. Như theo lẽ thông thường thì là sau động từ là một tính từ, nhưng từ become này nó cũng là một từ đặc biệt nhá. Sau từ become nó là một tính từ. Vì vậy trong đây mình sẽ có một câu là bạn sẽ trở nên gọi là tự ý thức về bản thân mình hơn này, và chú ý hơn về ý kiến của người khác. Especially those of your friends. Đặc biệt là ý kiến của bạn mình. Cái điều này thì không chỉ các bạn tuổi vị thành niên đâu, mà đến khi trưởng thành rồi, cô không biết người khác thế nào, nhưng cô cũng vậy. Cũng là mình sẽ chú ý đến ý kiến của người khác hơn, bạn bè mình hơn. Đi mua đồ chẳng hạn, bạn bè mình thấy, ví dụ mình thích màu đen nhưng bạn mình thấy mày mặc màu vàng đẹp hơn ấy, nhưng mình sẽ mua màu vàng. Mình nghe theo bạn mình đúng không? Thay vì mình chú ý đến ý kiến của chính bản thân mình.
mình lại thường nghe theo bạn mình hơn. But, nhưng remember you will need adult support and guidance. Nhưng mà bạn nhớ là bạn vẫn cần phải cái gì đây nhỉ? Sự hỗ trợ từ người lớn, hỗ trợ và chỉ dẫn từ người lớn. To make, có từ decisions ở đây, cô vừa có một cụm từ đó. Informed decisions là quyết định sáng suốt. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ điền từ informed. Tuy nhiên hãy nhớ rằng là bạn vẫn cần phải sự giúp đỡ này, sự hướng dẫn của người lớn để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và có thể vượt qua được những cái áp lực của mình. Các bạn, đây là bài đọc ngày hôm nay và có những từ vựng mà cô muốn các bạn sau bài đọc này cần được nắm vững và có thể nhớ được thì càng tốt. Đó là những kiểu từ adolescence, childhood, adulthood nào, embarrassed, independent, self-aware and informed. Và đồng thời đó chính là cách làm của những bài điền từ ở chỗ trống như thế này. Đầu tiên cô sẽ nói lại cách làm, đó chính là xác định được dạng của từ, nó là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. Và bằng cách đó là mình sẽ đi xem là từ đứng trước nó là loại từ gì, từ đứng sau nó là loại từ gì. Và tiếp theo là mình phải điền đến nghĩa của câu và mình sẽ phải hợp ngữ cảnh, hợp với nghĩa. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thứ nhất rồi. Ok, vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau hoàn thành bài tập thứ nhất và đấy chúng ta sẽ tiếp tục đến bài tập số 2 nào. Bài tập số 2 là đề bài là map the source of stress and pressure to the expressions. Nghĩa là chúng ta sẽ nối các nguyên nhân của những áp lực và lo lắng đối với những cái biểu hiện của nó. Đầu tiên, cô sẽ thử source of stress, cũng đây là những nguyên nhân của những nỗi lo này. Đầu tiên đó chính là school pressures and frustration. Các bạn nhìn thấy từ frustration có quen không nhỉ? Đợt trước, buổi trước mình học đó là trong unit 1 Getting Started chúng ta có từ frustrated đúng không? Đó là nản chí. Chính đây từ frustration nó chính là danh từ của frustrated. Và chúng ta câu số 1 mình sẽ dịch là những áp lực từ phía trường học, những áp lực và sự chán nản từ phía trường học đúng không? Câu số 2 physical changes có nghĩa là những thay đổi về mặt thể chất. Thứ 3 đó là unsafe living environment. Environment là môi trường. Môi trường sống unsafe là không an toàn. Môi trường sống an toàn. Thứ tư là problem with classmates at school. Đây chính là những vấn đề mà chúng ta gặp phải với các bạn cùng lớp ở trường. Thứ năm đó là negative feelings about themselves. Chúng ta tự bản thân chúng ta lại có những cái cảm xúc tiêu cực với đối chính với bản thân mình. Thứ sáu đó chính là have too high expectations. Các bạn nhìn thấy từ expectation cũng rất là quen đúng không? Nó chính là danh từ của từ expect trong phần unit 1, phần getting started mình học đó. Rồi, câu số 6 này có nghĩa là có những cái kỳ vọng quá là cao. Tất nhiên là khi làm một cái gì đó thì tất nhiên chúng ta đều có kỳ vọng rồi. Nhưng mà có kỳ vọng quá cao so với khả năng của bản thân nó cũng chính là một loại sort of stress, là một dạng nguyên nhân dẫn đến stress. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với expression, là những cái thể hiện ra của nó nhé. Đầu tiên cái expression, đầu tiên cái số A là I never be good at math, I'm just too stupid. Tôi chưa bao giờ học giỏi toán cả, tôi thì quá là ngu ngốc, điều này thực sự không. Ok, next, đến câu số B nào. I hate my voice, it's too high one minute, no the next and then high again. What's the matter with it? And the girl I'm making fun of me, I'm so embarrassed. Các bạn chú ý cho cô từ make fun of somebody nhá. Đây là một cụm từ nó có nghĩa là trêu đùa, trêu chọc ai đó, khiến ai đó cảm thấy xấu hổ. Tức nghĩa là tôi ghét giọng của tôi quá. Lúc thì nó cao, xong nó lại thấp, xong nó lại cao. Chẳng không biết là chuyện gì xảy ra với nó vậy nhỉ? Và các bạn gái thì luôn trêu chọc tôi và tôi thì cảm thấy rất là xấu hổ. Thứ ba nào. I must get the highest score in this exam and must be the best student in the class. Tôi phải đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi này và tôi còn phải trở thành học sinh giỏi nhất của cả lớp này nữa. Rồi, đây chính là đến câu tiếp theo nào. I feel worried when I have to wait for the bus in that neighborhood after my evening class. It's so quiet and dark there. Cái này câu này nghĩa là gì? Tôi cảm thấy rất là lo lắng khi mà tôi phải đợi xe buýt ở trong cái khu này sau những buổi giờ học tối của tôi và nó rất là yên tĩnh và tối ở đây. Tiếp theo đến E nào.
I have this big assignment to complete and I don't know where to start. It's too difficult. À, tôi có một bài tập lớn mà phải hoàn thành nhưng mà tôi không biết phải là mình bắt đầu từ đâu cả. Nó thì rất là khó. Câu F nào. Why does he make me do all of this homework? À, tại sao cậu ấy lại bắt mình làm hết bài tập của cậu ấy nhỉ? It's not fair. Nó thật sự không công bằng. And he says if I don't do it, he will make my life difficult. Các bạn chú ý cho câu make my life difficult. Ở đây mình sẽ có cấu trúc là make something cộng với tính từ. Make something or somebody hoặc là tính hoặc ai đó, something or somebody cộng với tính từ nghĩa là khiến ai hoặc cái người nào đó trở nên như thế nào. Và cậu ấy nói với mình là nếu mà mình không làm bài tập thì cậu ấy sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên khó khăn, nghĩa là. Rồi, các bạn ở đây, đây là những cái expressions. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là phải là nối những cái biểu hiện này với các nguyên nhân của những nỗi lo này. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm lần lượt từ ý A đến B đầu tiên nhé. Trong ý A, trước khi làm những bài này thì chúng ta sẽ phải tìm được những keyword trong cái phần expression để chúng ta có thể nối được cái dễ dàng hơn. Và đây là cái đầu tiên cô tìm được trong phần ý A. À, chúng ta thấy bạn ấy nói một câu là bạn ấy không bao giờ học giỏi toán cả, bạn ấy I'm just too stupid. Bạn ấy tự thấy bản thân mình quá là ngốc nghếch, quá là ngu ngốc, nói nặng nề hơn là quá là ngốc, quá là ngu đấy ạ. Ngu ngốc. Như thế này thì đây là lý do tại sao nhỉ? Lý do tại sao bạn ấy cảm thấy như thế nhỉ? Chúng ta có thể thấy research shorts ở đây, đó chính là ý số 5. Các bạn có nhớ ý số 5 là gì không? Đó chính là negative feeling about themselves. Là các bạn ấy tự có những cái cảm xúc tiêu cực đối với chính bản thân của mình đấy. Ví dụ các bạn ấy tự gọi mình là I'm just too stupid. Tự than mình ngốc nghếch như thế này. Đó chính là việc source của nó có chính là họ có những negative feeling about themselves. Là có những cái cảm xúc tiêu cực đối với chính bản thân mình. Bây giờ đến cái câu số 2, ý B. Trước hết chúng ta phải tìm số keywords ở trong cái expression B này nhá. Và đây là những cái keywords mà cô tìm được. Nó là I hate my voice. The girls are making fun of me. I'm so embarrassed. Nghĩa là tôi rất giọng của tôi quá. Các bạn nhớ là trong cái phần B này bạn ấy nói là bạn ấy rất là ghét giọng của mình này. Lúc thì nó cao, lúc thì nó thấp. Và các bạn nữ thì luôn luôn trêu chọc bạn ấy và bạn ấy cảm thấy rất là xấu hổ. Chúng ta có nhìn thấy ở đây voice ở đây nó thuộc về gì nhỉ? Physical strains là những việc thay đổi về mặt thể chất khi các bạn đến tuổi vị thành niên rồi đó. Đặc biệt là về giọng nói đúng không? Cái đấy là điều rất rõ ràng. Đặc biệt là các bạn nam thì mình thường có bị vỡ giọng là nói gọi là nói trầm hơn. Các bạn nữ mình thì thường nó không rõ ràng nhưng đa số có một số trường hợp là các bạn nữ có thể các bạn giọng các bạn cũng có sẽ một chút thay đổi và điều đó khiến cái mình trở nên khác biệt một chút so với người khác. Và trong đây bạn ấy cũng cảm thấy như thế nên là bạn ấy cảm thấy I hate my voice, rất là ghét giọng của mình này. Và nên vì vậy đây voice ở đây đó là cái nguyên nhân là gì nhỉ? Ý số 2 đó chính là về physical change, là những thay đổi về mặt thể chất. Rồi chúng ta sẽ đến câu tiếp theo, đến câu số 3. Chúng ta sẽ tìm những phần keyword trong câu số 3 cùng cô nhé. Getting the highest score. Phải đạt được điểm cao nhất này. Phải là học sinh giỏi nhất trong lớp này. Cái này là gì nhỉ? Trước khi kỳ thi thì tất nhiên là ai cũng muốn được điểm cao rồi. Ai cũng muốn là tất nhiên là ai cũng muốn được học sinh là học sinh giỏi nhất lớp rồi. Nhưng mà bạn ý luôn luôn nói là I want to. Tôi muốn được như thế này, tôi muốn được điểm cao nhất này, tôi muốn là học sinh giỏi nhất này. Có nghĩa là cái kỳ vọng của bạn ấy đang là quá là cao. Nó dẫn đến mô hình chung, nó dẫn đến những áp lực khi mà các bạn kỳ vọng quá cao về cái gì đó và kết quả nó lại, khi mà cái kết quả hiện ra lại không được như thế thì nó sẽ càng khiến các bạn trở nên cảm thấy khó khăn hơn. Vì vậy trong cái này thì cái sort of stress của chúng ta ở đây sẽ là ý số 6, có nghĩa là too high expectation, là có kỳ vọng quá cao khi bạn ấy luôn luôn muốn được nhất. Highest score là điểm cao nhất này. The best student là học sinh giỏi nhất này. Và đến câu ý thứ D nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến những cái keywords của phần D nhé. Feel worried when I have to wait for the bus in that neighborhood.
It's so quiet and dark there. Bạn ấy cảm thấy lo lắng vì phải đợi xe buýt ở một khu mà rất là tối, rất là yên tĩnh, kiểu không có bóng người đi lại, và đặc biệt là hiện tại bây giờ, đặc biệt đối với các bạn nữ và các bạn nam cũng vậy, khi mà đi vào buổi tối thế này thì nó sẽ là gì nhỉ? Cái source ở đây đó là ý thứ ba, các bạn có nhớ ý đấy là ý gì không? Đó chính là về unsafe living environment, là những là môi trường sống không an toàn. Ở đây môi trường sống không an toàn chúng ta có thể nhìn thấy ở chỗ đó là quiet, nghĩa là môi trường sống đây không có đông người đi lại, rất là vắng vẻ. Dark là tối, nghĩa là mình có thể tưởng tượng là không có đèn đường đấy ạ vào buổi tối. Rồi, và bạn ấy cảm thấy lo lắng về việc bắt xe buýt ở khu này nữa. Rồi, đến ý E ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần keywords của ý E nhé. Oh, I have this big assignment to complete. It's so difficult. Các bạn nhìn đây là tôi có một bài tập lớn phải hoàn thành và nó rất là khó. Và nhìn cái chữ big assignment ở đây thì chúng ta biết đó là ở đâu rồi đấy. Ở đâu đưa chúng ta bài tập nhỉ? Ở trường học đúng không? Và nó rất là khó. Và bạn ấy, cô vẫn nhớ đó là trong bạn ấy nói là bạn ấy I don't know where to start. Là bạn ấy không biết bắt đầu từ đâu cả, không biết bắt đầu làm từ phần nào trước. Nên vì vậy chúng ta có thể thấy được là cái nguyên nhân của phần stress ở đây đó chính là từ phía trường học. School pressures and frustrations, có những áp lực từ phía trường học, những chán nản từ phía trường học là việc có a big assignment to complete và có bài tập lớn để hoàn thành nhưng mà nó quá là khó và bạn ấy không biết làm như thế nào. Và đến câu F nào, chúng ta sẽ tiếp tục xem ở đây nhá, cái phần keywords của phần câu F này là gì nào. Why does he make me do all of this homework? Tại sao cậu ấy lại bắt mình làm hết bài tập của cậu ấy nhỉ? Nào, xong rồi cậu ấy lại còn nói là if I don't do this, he will make my life difficult. Cậu ấy còn nói với bạn này là nếu mà bạn ấy không làm thì cậu ấy sẽ mất, làm cho cái cuộc sống của bạn ấy trở nên rất là khó khăn. Các bạn nhìn thấy đây có việc là bắt bạn cùng lớp làm bài tập cho mình đấy ạ. Đây là một dạng bully, là dạng bạo lực học đường, kiểu dọa nạt. Đây là một câu dọa nạt điển hình đấy ạ. Nếu mà đây mình có thể dịch ra một câu thô là nếu mà mày không làm mày chết với tao, kiểu như thế. Thì đây sẽ là gì nhỉ? Số 4 là gì nhỉ? Have problem with classmates at school, có nghĩa là có những vấn đề về bạn học ở trên trường. Chúng ta có thể nhìn thấy, có thể tìm thấy được từ trong những từ là kiểu do homework, he make me do all the homework, like he make my life difficult. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Qua bài tập này chúng ta có thể hiểu hơn là nhiều hơn những nguyên nhân, nguồn gốc của các stress, các áp lực và nỗi lo của các bạn tuổi teen gặp phải, đúng không? Nó có rất nhiều, rất đa dạng, từ physical changes, đó chính là về thay đổi về mặt hình thức, về mặt cơ thể, cũng như là có thể là những áp lực từ phía trường học này, áp lực từ phía bạn bè này, đồng thời cũng có thể là áp lực từ phía môi trường sống của các bạn nữa. Và để tiếp tục cùng tìm hiểu về chủ đề này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 nào. Which of the following can be done in this above situation? Discuss with your partner. More than one solution can be suitable for one situation. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã được là có những tình huống về những stress, về những nỗi lo của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói là trong những cái solution, những hướng giải quyết nào sau đây có thể phù hợp với từng tình huống, và là các bạn bàn, thảo luận với bạn cùng bàn của mình. Và có một số chú ý đó là more than one solution, là có thể nhiều hơn một giải pháp có thể sử dụng trong một tình huống, tức là một giải pháp này có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Và bây giờ cô cùng các bạn sẽ đi dịch và tìm xem giải pháp này có nghĩa là gì nhá. Giải pháp đầu tiên take a break then you will feel ready to start again, có nghĩa là gì nhỉ? Từ take a break, buổi trước mình vừa học xong, nghĩa là nghỉ ngơi, và sau đó nghỉ ngơi một chút và sau đó bạn sẽ cảm thấy là sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên nào. Câu số 2, break a large task into smaller tasks, có nghĩa là mình sẽ chia nhỏ những cái nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ để có thể dễ hoàn thành hơn, mình cảm thấy không bị áp lực khi mà phải làm một lúc mà làm một cái việc lớn như vậy. Số 3 nào, focus on the strong points. Các bạn chú ý cho cô cụm focus on nhé. Nó có nghĩa là tập trung vào,
tập trung vào những điểm mạnh của mình. Tất nhiên con người có điểm mạnh, điểm yếu. Tất nhiên mình phải hạn chế điểm yếu và phải tập trung vào phát triển điểm mạnh của mình rồi, đúng không? Câu thứ tư nào. Talk to someone about this or ask them for help. Nghĩa là nói với ai về cái vấn đề này và nhờ sự giúp đỡ của họ. Đây chính là bốn giải pháp có thể trong những trường hợp trên. Và các bạn nhớ cho cô là có một số trường hợp là một giải pháp có thể cho nhiều tình huống, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhá. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ có một cái bảng sau đây nhá. Ở phía bên này là cô đã liệt kê các situation, các tình huống mà chúng ta cần phải tìm hiểu, và cái cột bên này đó chính là solution. Cái những cái solution cô đánh từ số thứ tự từ 1 đến 4. Và đây mình sẽ là từng tình huống mình sẽ tìm xem là có những cái giải pháp nào phù hợp nào. Tình huống đầu tiên. I never be good at math. I'm just too stupid. Tôi chưa bao giờ học giỏi toán cả. Và bạn ấy tự thấy là I'm just too stupid, là tôi rất là ngu ngốc. Chúng ta có thể tìm được những cái solution gì trong đây nhỉ? Đầu tiên, cái solution đầu cô, đây là những cái mà cô tìm thấy cho các bạn. Solution thứ nhất, thứ ba và thứ tư, đó chính là cái thứ nhất, đó chính là bạn ấy phải take a break and then ready and you will feel ready to start again. Tức là sau khi mà kiểu là xong một bài làm toán nó làm mãi không đúng ấy, nên mình cảm thấy là mình ngu quá, thì mình các bạn có thể nghỉ giải lao một lúc và sau đó mình lại bắt đầu làm lại. Có khi sau đó mình có thể tìm ra được hướng giải quyết đúng hơn cho bài toán hay sao. Đến câu số 3, cái solution thứ 3 là focus on your strong points, là tập trung vào điểm mạnh của mình. Ví dụ như là bạn ấy không học tốt toán, nhưng mà bạn có thể học tốt văn chẳng hạn, học tốt lý hóa hoặc là học tốt tiếng Anh chẳng hạn. Nên mình sẽ cố gắng ở môn toán, nhưng mà mình cũng có thể trau dồi rèn luyện hơn ở các môn sở trường của mình, đúng không? Để cảm thấy mình có thể tự tin hơn, thay vì mình cứ phải cảm thấy quá là thất vọng về cái môn mà không phải sở trường của mình. Đến thứ tư nào, đó đây là ask for help. Cái này đặc biệt, cái này rất là quan trọng nhá. Khi mà bạn thấy bạn không làm được toán nào, đừng cảm thấy, đúng không? Bạn có thể hỏi bạn bè mà. Khi hỏi bạn bè mà bạn bè không biết thì mình có thể hỏi đến thầy cô và những người có khả năng giúp đỡ mình lớn hơn, đúng không? Đây chính là những cái solution, possible solution, là những cái hướng giải quyết có thể cho những tình huống ở phía bên cạnh này đây. Và đến tình huống số 2 nào. I hate my voice. It's high one minute, low the next, and then high again. What's the matter with it? And the girls are making fun of me, I'm so embarrassed. Cái câu này cô dịch rồi, đó là bạn ấy ghét giọng của mình này, lúc thì cao, lúc thì thấp này. Xong các bạn nữ lại trêu bạn ấy nữa. Đây, về vấn đề physical change thì chúng ta cũng không thể, về những cái thay đổi về mặt thể chất thì chúng ta không thể gọi là focus on the strong point được, mà chúng ta cũng không thể là break a large task into smaller task được, mà chúng ta càng không thể là take a break, là nghỉ ngơi xong sau đó là bắt đầu lại từ đầu. Và cái solution duy nhất mà cô có thể nghĩ trong trường hợp này đó chính là solution thứ tư, đó là các bạn ask for people help, tức là các bạn có thể hỏi để nhận được sự giúp đỡ của người khác. Ví dụ các bạn có thể nói chuyện với thầy cô, nói chuyện với bố mẹ, tâm sự về bạn đang cảm thấy thế nào, và họ sẽ đưa cho bạn những lời khuyên, và cũng như là họ cũng đồng thời cũng có thể cảm thông với bạn, chia sẻ với bạn những nỗi lo của mình, đúng không? Đến câu thứ tư nào. I must get the highest score in this exam. Tôi phải đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi này, và tôi phải là học sinh giỏi nhất của lớp mình. Cô vừa nói đây là nguyên nhân của nó là gì nhỉ? Too high expectation, là quá kỳ vọng, quá cao. Thế bây giờ cái solution của cái vấn đề này là gì đây các bạn? À, cái này là khi mà mình kỳ vọng quá cao nó dẫn đến mình bị stress và áp lực rất nhiều, khiến các bạn là mình phải làm cái này, mình phải làm nhiều hơn nữa. Lúc đấy các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, cô tin chắc là điều đấy. Nên vậy cái solution của cô đưa ra đó là các bạn nên take a break. Các bạn sẽ nghỉ ngơi một lúc và sau đó các bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng hơn để bắt đầu công việc. Và không, đừng tự quá đắt nặng vấn đề thành tích. Tất nhiên là trước khi đi thi thì hay trước khi làm một việc gì đó, thành tích khi mà đặc biệt là trong thời kỳ đi học thì thành tích quan trọng, nhưng khi mà mình đừng quá đắt nặng vấn đề đấy, nó sẽ khiến cho các bạn cả trở nên không khiến cho các bạn tốt hơn, mà còn có thể khiến cho các bạn trở nên gọi là mệt mỏi hơn rất là nhiều. Đây chính là ba cái trường hợp đầu tiên và những cái solution cô gợi ý, và chúng ta sẽ đến với những trường hợp tiếp theo nhé.
Trường hợp tiếp theo là I feel worried to wait for the bus in that neighborhood after my evening class. It's so quiet and dark there. Tôi cảm thấy rất là lo lắng khi mà phải đợi xe buýt ở cái khu này. Thì là nó rất là không có người và tối ở đây nữa. Các trong trường hợp này chúng ta có thể làm gì nhỉ? Ask for people help. Các bạn có thể nói chuyện này với bố mẹ hoặc là nói chuyện với bạn bè này. Khi mà các bạn ở đây nói chuyện với bố mẹ thì có thể là bố mẹ có thể đến đón mình thay vì mình phải đợi xe buýt đợi ở đấy, hoặc nói chuyện với bạn bè để mình có người đợi cùng mình chẳng hạn. Như thế thì sẽ đỡ lo lắng hơn là việc bạn phải đợi ở đây một mình trong cái khu vực nó không an toàn như vậy. Đến câu thứ ba là I have the big assignment to complete and don't know where to start. It's too difficult. Tôi có một bài tập lớn phải hoàn thành mà không biết bắt đầu từ đâu cả, thì nó thì rất là khó. Bây giờ các bạn phải xem cho cô là những cái solution đây là về pressures, là về school pressure, là các áp lực từ phía học tập. Thì những cái solution mà cô đưa ra đó chính là thứ hai và thứ nhất. Solution thứ nhất, cái này nó là sau khi mà gặp một bài tập khó như cô chẳng hạn. Cái gặp bài tập khó thì hầu như ai cũng gặp rồi, và việc càng lên cao thì cái dạng bài tập của bạn nó sẽ càng phức tạp hơn. Vì vậy, khi mà gặp bài tập như này, chúng ta nên thay vì đâm đầu ngay vào làm, chúng ta phải suy nghĩ, phải dành một thời gian suy nghĩ và gọi relax bản thân một chút để có thể biết được hướng mình làm là hướng nào, thay vì là các bạn cứ chăm vào làm. Và cái thứ hai đó chính là break the large task into smaller ones, là các bạn chia nhỏ các tầng, các phần trong bài, và các bạn hoàn thành từng phần nhỏ một, thay vì là các bạn làm từ đầu đến cuối cả một cái bài tập to như vậy. Thì nó tốn thời gian và nó mệt mỏi, và đồng thời nó cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy chán nản khi mà phải làm một số lượng lớn như thế. Đến câu cuối cùng nào. Why does he make me do all of this homework? Tại sao anh ấy lại bắt tôi làm hết bài tập thế nhở? It's not fair. Không công bằng một tí nào cả. Anh ấy nói nếu mà tôi không làm thì anh ấy sẽ khiến tôi cảm khổ sở. Câu này là cô vừa nói đây là một dạng bắt nạt đúng không? Một dạng đe dọa khi làm bài tập, nhưng chỉ là một dạng nhẹ thôi. Thì cái duy nhất, cái solution duy nhất cô nghĩ của các bạn đây chính là ask for people help. Các bạn, cái chắc chắn cái này các bạn phải đi tìm sự giúp đỡ của người khác. Đầu tiên đó phải là giúp đỡ đầu tiên của những người mà có là tiếp xúc với tất cả chúng ta, đó chính là giáo viên. Mình sẽ phải nói với giáo viên về trường hợp này này. Sau đó là nói với, chia sẻ với bố mẹ, giáo viên, để người ta có, để những người có trách nhiệm lớn hơn sẽ có đưa ra những hướng giải quyết tốt hơn cho mình. Và dưới đây là vừa rồi trong bài tập này chúng ta đã học về các solution, possible solution or potential solution, là những cái hướng dẫn, các giải quyết có khả năng hiệu quả cho từng các trường hợp sau đây. Và sau qua bài học này cô cũng muốn cho các bạn biết là thay vì tự tạo áp lực cho bản thân thì mình sẽ phải cố gắng khiến cho bản thân thoải mái trước khi làm bất cứ điều gì, và có những nỗi lo gì thì phải chia sẻ cho những người mà có khả năng để người ta biết và người ta giúp đỡ mình. Và các con, nếu các bạn có cái solution khác nào, các bạn cũng có thể comment ở phía dưới để cô biết. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần bài tập về pronunciation. Stress on the verb be in the sentence. Và dạng bài tập đây là dạng pronunciation, là dạng về phát âm, là trọng âm của động từ be trong câu. Và phần này các bạn có thể về bật audio và nghe và luyện tập tại nhà nhé. Và chúng ta sẽ đến với phần kết thúc tổng kết của buổi học ngày hôm nay. Là chúng ta đã học hôm nay, chúng ta đã học cái gì nhỉ? Là buổi trước chúng ta đã học về từ vựng về tuổi tin đúng không? Áp lực tuổi tin và nỗi lo của tuổi tin rồi đúng không? Buổi ngày hôm nay chúng ta còn học một số từ vựng cũng liên quan đến, học thêm từ vựng liên quan đến chủ đề này. Ví dụ như các bạn nhìn thấy adolescent chẳng hạn, là tuổi vị thành niên này. Physical changes là gì? Cái thay đổi về mặt thể chất này. Shape and height là về hình dáng và chiều cao này. Và các bạn có đọc được về cái common situation faced teens and possible solution, là các bạn có thể đọc được về các gì đây nhở? Common situation là các tình huống thường gặp, các hiện trạng thường gặp mà các bạn tuổi teen phải đối mặt. Và các bạn cũng được tìm hiểu về các possible solution, là các hướng giải quyết có thể đối với những từng tình huống đấy. Và buổi sau mình sẽ học về a close look to, và các bạn sẽ học về chú trọng về mặt
ngữ pháp và các bạn về đọc trước bài cho cô nhé. Và hẹn các bạn gặp lại các bạn vào buổi học hôm sau. Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.